em để trước đi. Ừ, chứ là quán đâu có ai đâu, em vô em gặp khách xíu em về rồi. Bỏ để chứ... gì ta. Oh my god. Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh vlog của Vinh. Hôm nay Vinh sẽ gửi cho các bạn một cái video clip khi mà Vinh mượn được xe của anh Hải, đó là con Aprilia RS4. Thì con này là mấy V nha, cho nên phát tiếng của nó rất là khô khan. Tuy là nó đang bị dính tháng sau một chút nhưng mà cũng không có ảnh hưởng quá nhiều về cái vấn đề trải nghiệm. Lần đó là Vinh đi gặp khách xong rồi đang ở quận 12 trên lò của anh Cường á, và tiện thể là mình mượn của xe của anh Hải để mình test luôn. Thì xe của anh Hải vừa gắn lít xếp rồi vừa gắn một số món, cho nên mình đi test luôn cho nó vui. Ok, ngoài ra thì Vinh vẫn còn đang trong cái khu cách ly, cho nên Vinh không thể nào mà Vinh đem xe của mình ra ngoài và quay cho anh em xem được. Rất nhiều anh em nói là rất là nhớ xe Vinh và muốn Vinh quay cùng với những anh em khác, những anh em xe lớn. Nói chung là Vinh không thể nào Vinh cân bằng hai cái lượng fan của Vinh, mà một bên thích xe lớn, một bên thích xe nhỏ. Thì rất mong là anh em sẽ thông cảm và ủng hộ Vinh. Vinh sẽ cố gắng Vinh làm nhiều nhất có thể và thật là nhiều thể loại xe cho anh em cùng xem nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ngoài ra thì anh em nhớ ủng hộ Vinh bằng cách mua hàng ở Vinh Mall Store hoặc là xem chuyên game của Vinh mỗi ngày vào lúc 10 giờ tối ở trên Vinh Thanh Minh ở trên Facebook nha. Tất cả link đều để bên dưới phần miêu tả video này. Ok, chúc các bạn xem lúc vui vẻ. Thank you.
thì Vinh đang xuống Dĩ An Bình Dương để gặp khách hàng. Thì có một cái event về nhớt ở dưới này, nhưng mà họ làm tới 7 giờ mấy họ mới bắt đầu, cho nên Vinh chỉ xuống Vinh họp báo thôi, thì không có được quay cái gì hết đó bạn ơi. Cho nên Vinh chỉ quay cái quãng đường mà Vinh đi xuống, tại vì cũng tính là không có đi, nhưng mà hôm nay cũng không có bận gì, với lại muốn lấy xe chạy đi cho nó khoai khỏe. Thì chỉ cách từ anh Cường xuống đây có mười mấy cây à, cũng không có xa, cho nên Vinh chạy xíu luôn, sẵn tiện quay review cho anh em. Rồi lát nữa Vinh xuống Vinh ngồi làm việc ở cái quán cà phê ở dưới Dĩ An cũng đẹp lắm. Quán cà phê hình như cũng mới xây xong thì phải, cũng rất là đẹp. Xuống mình ngồi mình làm việc, mình thư giãn đó, để cho nó không có suy nghĩ nhiều nữa bạn. Chứ mà cái đầu óc Vinh mà nó buồn á, nó không có chịu làm việc các bạn ơi, kỳ lắm bạn, khó chịu lắm. Rồi anh em cùng đi với Vinh nha, nãy giờ chạy cũng nhiều rồi, cũng gần tới rồi. Cái nồi với lại cái lực máy V4 nó phát lẹ không? Đang số 2 đó, thấy dặn cái là nó có không? Ghê không? Nó lao đi thấy ghê luôn các bạn ạ. Rồi sau khi mà mình gặp khách xong thì mình ra một quán cà phê mới xong luôn nè, mới xây xong nè, rất là đẹp. Mình vô đây mình uống cà phê. Dắt đậu xe đây được không, nói gì thôi. Để đây được không? Để nó dắt ra không được. Hay để đây. Em để trước đi. Ừ. Chứ giờ quán đâu có ai đâu. Em vô em gặp khách xíu em về rồi. Chứ để vô đây dắt ra mệt lắm. Khỏi vé luôn ha. Khỏi ai đâu dắt xe đi đâu nè. Hiểu cà phê đi. Xe này nó cao, cái vô nó khó ra lắm. Vậy là lẹ nhất các bạn. Chứ mà mình chạy vô đó, rồi Vinh nói thẳng ra là Vinh sợ hả, quẹt mấy xe khách người ta ra vô quẹt chúng nó thẳng vậy đi cho nó lẹ. Ủa bó để hay gì ta, không vô OK, bây giờ mình đã xong việc rồi và bây giờ mình đang tiến về Sài Gòn đấy các bạn. Ghê ghê ghê.
có anh em nào ở Dĩ An không? Hôm bữa Vinh kêu gọi anh em ở Biên Hòa rất là đông vui, rồi anh em Dĩ An, Bình Dương cho Vinh thấy nha. Thật sự là Vinh hả, rất là thích đi tới những cái nơi mà các bạn hả có xem Vinh, muốn giao lưu với tất cả mọi người. Thì cái đợt offline năm ngoái có mấy bạn ở rất là xa, Biên Hòa, Đồng Nai cũng có mấy bạn hả đi du lịch vào Sài Gòn với lại bố mẹ cũng tranh thủ thời gian qua bên quán cà phê của Kit á tham dự offline này, Vinh rất là vui. Mình cũng mong là mình có sức ảnh hưởng và được sự yêu mến, được sự yêu mến của các bạn để mà mình có cái dịp để mà tụi mình ngồi lại uống cà phê với nhau á, Vinh muốn vậy. Thì có các bạn thì mới có Vinh ngày hôm nay. Thank you. Quẹo ra về chết. Vì được mọi người yêu quý thì Vinh mới hình thành lên cái kênh YouTube của Vinh đó hả, gần 400.000 subscribe. Đó, rất là quý. Rất là yêu quý, rất là yêu mến Vinh, thật sự là Vinh may mắn lắm mấy bạn. Ok, xíu nữa ra đường lớn rồi mình lại qua nha. Oh my god, sao có một cái khúc đường mà nó xấu đê xấu tiện như này, xe đang tắt hết Jackson gì néo gà mà néo xe mình, xe đang tắt hết Jackson control, tắt hết tất cả nha các bạn coi xin bắn lên nè, đó xe hại đã không, đó thấy không, xin nó bắn lên thấy không. Đó, anh Hải đâu có làm gì đâu, đâu có làm cái đồ che dưới đâu. Xe này xe anh Hải chạy sân thôi, cho nên mình cầm mình đi đường dài dài nó vậy đó, thấy không? Oh my god. Xe này đang không có traction control nha, traction control là kiểm soát bánh sau. Là mình đã nói nhiều lần rồi, ví dụ nó như là các bạn vặn lên ở đường cát, đường sình làng, đường mưa thì nó sẽ tự lắp ống ga, nó không cho lên ga nữa để cho cái bánh nó hết cái bị trượt thì nó mới hiểu, nó mới tiếp tục nó cho xe đi. Thì cái con sensor đó là nó hiểu qua cái con sensor ABS bên sau đó, hoặc là qua eco tùy mỗi xe. Con này mình không biết là nó hiểu qua cái gì. Ok. Rồi ABS tắt luôn. Để làm gì? Tại vì xe này á là anh Hải chạy sân. Thì khi mà bạn thắng sâu, thắng trễ, thắng gấp, thắng siết thì ABS nó hoạt động thì nó giật tưng. Thì nó sẽ không có thắng được kiểu mà mình mong muốn. Đó. Thì cho nên con này chạy vào phố là phải để ý nè, đường ướt, đường trơn là lên ga chậm chậm nè. Rồi thắng phải thắng rất là nhẹ nhàng nè. Đó. Và Vinh cũng mong, và cũng là một cái lời mà Vinh muốn chia sẻ với các bạn là các bạn đừng có ỷ y quá vào công nghệ. Các bạn phải nên tập chạy một cách cho nó an toàn, cho nó trong cái vùng an toàn của các bạn, để cho mọi thứ được trơn tru và an toàn. Chứ mình đừng nghĩ là xe các bạn có công nghệ rồi các bạn chạy ẩu, chạy nhanh, chạy lẹ quá rồi nó không có xử lý được thì nó cũng không có hay. Đó, biết là xe có công nghệ nhưng mà quan trọng nhất cũng là cái phần con người các bạn, ở con người đó. Các bạn sẽ các bạn sẽ quyết định hết chứ không phải là xe một phần thôi. Nghe được bất sai không?
là sau khi chạy trên đường là chạy 2 mấy cây, bây giờ là 4 mấy cây cũng chưa đã, thì nó cũng chưa có đủ cái nương, nhưng mà cũng vui rồi, cũng sướng rồi bạn. Đầu óc nó khoai khỏa, nó thoải mái, không nghĩ nhiều. Video này nó cũng dài rồi và đã ra hết cái địa phận Dĩ An, Bình Dương rồi và tới Thủ Đức rồi nè, đó mình tới Thủ Đức rồi các bạn, chuẩn bị về tới quận 12 các bạn thấy không, sát bên nè, không hề xa luôn. Cho nên nếu mà Vinh có làm một cái offline ở Dĩ An thì có ai đi không, vui mà có dịp á. Giờ này thì Vinh rất là may mắn thì được các branding, các nhãn hàng quan tâm và ủng hộ book quảng cáo, tôi rất là cảm ơn mọi người ủng hộ Vinh. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha. Bình thường với đi số 1 mà đi con này bên con đi đến 4 này á, đi số 2 không thấy ghê quá đó, lực ghê quá. Xếp nhưng mà bây giờ mình mới biết, con Hải mới nói đó, đào xếp đó, đó đào xếp, các bạn nghe không, cái đào xếp này là auto flipper, là nó sẽ tự lên ga một xíu rồi nó tự xuống số, là nó tự ngắt ấy là sao đó, ví dụ như là để nói sao vậy cho các bạn dễ hiểu nhé, ví dụ như bạn muốn xuống số để bạn lên ga, cái sau bạn dậm dậm số là xuống không, chứ mà bạn cứng ga các bạn đâu có dậm được, thì cái việc mà lên ga một xíu là cái cục IC này nó sẽ làm việc, các bạn chỉ cần dậm số để cho nó xuống một số thôi, đó rất là hay. Còn mà những cái downshift sau này là đều dành được, đều dùng công nghệ cái cùm ga điện hết, mà con này là cùm ga cơ cho nên mình phải dùng cái công nghệ auto flipper là nẹt bô á. Oh fuck, giờ bận khó chịu quá rồi, mình tới Dĩ An luôn nè, bạn thấy lại không, một xíu mà. Còn đi xíu à. Đào xếp đã ha. Ủa, đây hả? Bảy bốn ba xe. Hình như là Vinh đi lộn thì phải. Để Vinh coi lại coi. Không rành đường, cho nên mình phải coi. Lên đó mới rẽ trái bạn ơi. Đúng không? Đường Tân Long đâu? Đường TV. Xíu nữa là có đường Tân Long bên tay trái nè. Cái đền đó là đường Tân Long thì phải. What the...
lắm. Má mày. Băng qua đường mà không nhìn. Chắc là ở đây nè. Vũ phèm xe tải coi. Không rạch đường ở đây bạn ơi. Phải là không rành đường đây mà phải nói là mình không biết đường luôn á. Chứ ở đây nó đang được vé không có gì.